Hello and welcome to my channel. Đây là tiếng Anh Đại Dương và các bạn đang đến với series bài giảng Hết mất gốc tiếng Anh. Lesson 2, Good to see you. Chúng ta bắt đầu nhé. Và đây là 6 câu mà bạn được học trong phần Good to see you. Câu 1, Good to see you có nghĩa là tốt khi gặp bạn. Thật tốt khi gặp bạn. Tôi phát âm lại ạ. Good to see you. Các bạn phát âm theo tôi nhé. Good to see you. Dạ. Trong trường hợp khi gặp bạn ai đó là bạn gặp ai đó lần đầu thì bạn hãy nói câu Good to see you. Câu số 2 cũng là một câu tương tự. Khi gặp ai đó lần đầu, bạn có thể dùng mẫu câu này. Nice to meet you. Tôi phát âm lại. Nice to meet you. Câu này có thể được dịch là thật tốt khi được gặp bạn. Thật tốt khi gặp bạn. Nice to meet you. Các bạn phát âm lại nhé. Nice to meet you. Câu số 3 là câu dùng để giới thiệu bạn là ai ạ? I'm có nghĩa là tôi là. I'm nghĩa là tôi là. Ví dụ, example. I'm Jane. Tôi là Jane. Bạn có thể thay thế từ Jane này bằng tên của chính bạn để giới thiệu tên mình là gì. Ngoài ra, chúng ta có số 4. My name is. Bạn phát âm lại theo tôi nhé. My name is. Nghĩa là tên của tôi là. Phát âm lại ạ. My name is. Example, ví dụ. My name is Jane. Tên của tôi là Jane. Và dĩ nhiên bạn có thể thay thế từ Jane bằng tên của bạn hoặc tên nào đó khác. Phát âm lại. My name is Jane. Số 5 tôi có What's your name? What's your name? Ở đây bạn hãy lưu ý phần S và your. Bạn nối với nhau đọc liền thành your, chứ không phải là mỗi your. Chúng ta không đọc là What's your name mà đọc chuẩn là What's your name. Câu này nghĩa là tên của bạn là gì? Các bạn phát âm lại cho tôi nhé. What's your name? What's your name? Và câu cuối cùng của ngày hôm nay. And you? And you? Bạn thì sao? And you? Khi mình trả lời cho một người biết về một thông tin, ví dụ như tên của mình, mình muốn biết lại thông tin tương tự, mình có nói câu And you? And you? Được chưa? Và chúng ta sẽ luyện tập lại nhé. Bạn đọc lại theo tôi ạ. Good to see you. Good to see you. Thật tốt khi gặp bạn. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm. My name is. My name is. What's your name? What's your name? And you? And you? Chúng ta đến với đàm thoại. Vẫn là hai nhân vật Mike and Leah. Mike and Leah. Rồi, các bạn còn nhớ bài 1
Tôi đã dạy như thế nào không ạ? Mike và Leah lần đầu tiên gặp mặt. Vậy, Mike có thể chào bằng mẫu câu là Hi hoặc Hello. Vậy, Leah đáp lại câu chào cũng có thể là Hi hoặc Hello. Và bạn Mike, bạn ấy có thể nói luôn mẫu câu mà bạn vừa được học là Thật tốt khi được gặp bạn. Good to see you. Good to see you. Thật tốt khi được gặp bạn. Và Mike có thể đưa ra mẫu câu hỏi luôn. Đó là câu hỏi tên của bạn gái kia là gì? Mike hỏi như nào ạ? What's your name? What's your name? Vậy Leah sẽ trả lời là Rồi, bạn biết rồi đấy ạ. I'm Leah. Hoặc My name is Leah. I'm Leah. My name is Leah. Leah có thể nói thêm câu Nice to meet you. Nice to meet you. Đây là một trường hợp hỏi tên và văn cảnh. Và chúng ta có thể đưa ra một văn cảnh khác. Mike chào Leah như sau. Hello. Vậy Leah đáp lại như nào đó? Cũng là xin chào đúng không ạ? Hello. Mike hỏi tên của Leah. Vậy Mike sẽ hỏi một mẫu câu là Vâng, bạn biết rồi ạ. What's your name? What's your name? Vậy Leah đáp lại là I'm Leah. Và Leah muốn hỏi lại tên của bạn Mike. Vậy Leah sẽ hỏi là And you? And you? Mike đáp lại là My name is Mike. Sau khi biết tên của Mike, My name is Mike, thì Leah có thể nói câu Nice to meet you. Nice to meet you. Thì Mike để thể hiện một cách lịch sự, Mike cũng đáp lại là Nice to meet you hoặc Good to see you. Đó, có bài học này bạn đã biết cách để đàm thoại với một người cho lần đầu tiên gặp mặt ở mức độ dễ dàng này chưa ạ? Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay và hẹn gặp các bạn trong video lần sau nhé. See you next time.